Xin chào các bạn, hôm nay bongkit.com sẽ giới thiệu với các bạn dòng xe ô tô mang tên IH809. Đây là dòng xe chạy hai động cơ 12V cho nên là chạy rất là tốt, vượt qua chướng ngại vật rất là dễ dàng. Được làm từ 100% nhựa cao cấp cho nên rất chắc chắn, bóng đẹp và có độ bền cao. Các bạn có thể xem tổng quát về xe. Cũng như bao dòng xe ô tô cao cấp khác tại bongkit, dòng xe ô tô này có đầy đủ các chức năng: còi, đèn, nhạc, volume, số tiến, số lùi, điều khiển từ xa, dây an toàn, cổng kết nối USB để bé có thể thỏa sức nghe những cái bài hát mà bé yêu thích. Ngoài ra một số dòng xe này còn có một số những cái chức năng mà không giống với các dòng xe khác, đó là cái thiết kế rất là ngầu. Đây các bạn có thể nhìn thấy phía đuôi xe được thiết kế không giống một dòng xe nào khác. Vô lăng cũng thiết kế rất là đặc biệt. Ghế ngồi rất là rộng rãi, có thể dành cho một bé một hoặc hai bé có tải trọng dưới 35 cân. Sau đây mình sẽ giới thiệu thêm về các bộ phận của xe, bao gồm cần gạt, số tiến, số lùi, nút bật nguồn. Bên dưới vô lăng chính là công tắc để tắt bật cửa. Hai bên vô lăng là còi và nhạc. Phía bên tay trái là toàn bộ hệ thống điều khiển nhạc, bao gồm cổng kết nối USB, thẻ nhớ MP3, điều chỉnh volume, chế độ chuyển bài. Các bạn có thể xem nhạc. Mỗi lần đánh lấy thì tự ra một bài hát khác, có tầm khoảng 5 đến 6 bài hát khác nhau ở trong này. Ấn giữ dây trừ, âm thanh sẽ nhỏ đi ngược lại. Anh giữ về cộng, âm thanh sẽ to lên. Sau đây mình sẽ thử chế độ chân ga. Gạt tần số lên trên, ấn chân ga, xe sẽ đi tiến. Gạt xuống dưới, ấn chân ga, xe sẽ đi lùi. Xe này chạy rất là nhanh. Một nét đặc biệt nhất của dòng xe này mà không có một dòng xe nào có, đó chính là cái chế độ mở cửa. Chỉ cần ấn vào một nút tự động là cái hệ thống cửa sẽ mở lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Rất là sang trọng. Khi không cần thiết thì ta đóng cửa bằng cách ấn và một nút bên dưới vô lăng. Sau đây mình sẽ thử cái chế độ điều khiển của xe. Trên điều khiển đây các bạn sẽ thấy là có nút tiến, lùi, trái, phải. Đây cả. Sau đây mình sẽ điều khiển nhé. Lùi, quay trái phải. Đây là điều khiển từ, các bạn hoàn toàn có thể bắt được ở khoảng cách tầm khoảng 50 km và không 50 m và không cần phải tắt bật, nó sẽ tự động mở và tự động tắt. Sau